quá. Rồi, block. Vậy chúng ta phải lấy một cái chìa khóa hay lấy cái gì đó nhỉ? What the fuck? Có cái gì để nhòm ở đây? Hay là cái chuông ta? Chúng ta phải tìm cách mở cửa cái cửa này mà mình lại bắn hết 9 mũi tên rồi. Ở heo. Có lẽ tát được không ta? Không được kìa. Có một cách gì đó để mở cái cửa này ra. Sao qua đây đây? Không được rồi, lại phải chơi lại luôn. Sao lại chơi lại nhỉ? À, restart mission. Không được à? Chết rồi. Game mình lại bị kẹt ở đây à? Really? Really? Mình sẽ phải nhặt được mấy cái tên đúng không nhỉ? Ăn nước ấy. Phải quá. Còn không? Còn không? Còn tên ở đâu đâu? Được rồi. Xem nào. Chúng ta sẽ phải bắn vào cái gì đó ở kia nhỉ? Ở đó có một sợi dây không ta? Là vậy rồi. Đầu tiên mình sẽ bật cái của nợ lên á. Đây là cái gì đó? Đó. Ok. Đúng rồi như vậy. Để lấy cái chai nào. Được rồi, hoàn thành bài tiếp theo. Time for some more weapons and combat training. Let's beat each other up, okay. Shall we? Good. That's my daughter. When someone swings a sword at you, block. Hold up. Okay. Good. Đỡ, đỡ các bạn ạ. Ở control để đỡ. Very good. Cũng giống với cả phần 1 thôi. Không có gì khác gì nhiều. Cơ chế chiến đấu vẫn như vậy. Có thể phát chuột vẫn ở đây. Right, you'll throw an enemy off balance. You're quick. Smart move. That'd stop even the most black-hearted killer. You can choke an enemy out, even in combat. Even in combat. Block with your blade. Oh, wait, ở đây. Come on. Oh,
Whoa. Khi đối phương lao đến bạn để chém ấy, thì bạn hãy nhấp control liên tục để khóa cổ đối phương lại như vừa rồi. While they're off balance, deliver a fatal blow. When someone swings a sword at you, block. When an enemy is off balance, you can land a lethal counterattack. Mày. Come on. Áp sát đối phương là có thể đạp ngã đối phương. Chuẩn. Giờ có lẽ đã hoàn thành khóa training rồi. Tự bảo vệ bản thân. Khi vấn đề xảy ra thì bạn có thể sẵn sàng chiến đấu. Xong khóa training rồi. Along đây in Dunhuang, thành phố giả tưởng. Why do we celebrate the anniversary of an assassination? 15 years ago, in the middle of a plague that nearly destroyed. Mình sẽ tua qua cái đoạn này đi nhé. Watch your step, Majesty. I'm not looking forward to all the ceremony. Mình nhớ là chúng ta sẽ được chọn vào vai là công chúa Emilia hoặc là à đây, bây giờ được chọn này các bạn ơi. Play as cover Astano. Rồi, mình sẽ chọn Astano. Nhân vật quen thuộc ở phần 1, Leonoris. Cái gì đấy? Hả? À đây, một phù thủy như vậy đúng không? You are for a man of your age. And how long had you hidden the mark of the outsider? I expect it's a... Emilia, mày đóng băng. My father đóng lost it all. Sent me to the city watch, one step above bait. Căng nhỉ? What happened? Alexei, the throne room, Emily. Nothing I can do alone. I need to get out of here. Đi Maybe I should just spin it. Pick a place to lick my wounds. I've got to regroup. Đây à. Đối phát ở đây. Không nhỉ? Không phải luôn. I helped Emily get a frog unstuck from this old clock when she was 11. I swear I'll find a way to fix this. To bring her back. The Hound Pits Pub. Today starts another chapter. But will it get as bad as those times? How to get out? These bastards are working with Ramsay and the Duke of Cirkonos. Cơ hội nào cầm cái gì nó ném tạo sự chú ý coi nhỉ. Mình nghĩ đó là một điều hợp lý. Dung chuông là cái điều duy nhất mà mình nghĩ ra để dùng bọn nó tới. Nó có cái gì không nhỉ? Đấy, chắc phải có cái gì đó chứ. À đây. Vãi cửa sổ này. Dunwall always has a way of turning sour. Just as soon as you get comfortable. Lord. Is Lady Emily all right? Đây là Emily is she's imprisoned for better work. Đây là một bà lính khác chứ không phải là Emily.
Emily bị đóng băng rồi. Vẫn là phím gì em thua. Mình chưa setting cái inventory, không biết cần setting inventory không nhỉ? Các bạn đợi tí nhá, thì vào mapping. Đó rồi, inventory. Qua đây. Ok, không còn cái inventory để sử dụng nữa. Có gì lấy được không nhỉ? Có gì thì mình sẽ lấy hết, tận dụng tất cả những thứ mình có thể có. Won't open without my ring. Need my ring to open the safe room. Ramsey has it. Ủa, Ramsey cầm cái nhẫn để mở căn phòng à? Really? No time for that now. Oh shit, ra sao biết mình không biết luôn các bạn ạ. Vãi trưởng, đỏ chét máu luôn. Đi ăn không? À đây, có tí đồ ăn, đớp lên lên chung máu không? Gotta move, no time to waste. Rồi, để xem lấy cái gì không đã, có cái gì lấy không đã. Chìa khóa mới mở được cái nào à, không mở được, phải có cái nhẫn các bạn ạ. Chúng ta sẽ xuống dưới xem sao. Nhảy đằng xuống á. Nó ngay dưới kia nhảy đằng xuống, phơi vỡ mồm. Có lẽ chỉ có một đứa thôi. Rồi nào. Mày đi khỏi. Disloyal dogs. Jessamine had me drag one of these out to the lake for our picnic once. Time's long gone now. With the throne room blocked off, we should have the time we need. Just stay here and stall anyone who comes by. I'll be back when I've searched the royal chambers. Assuming I don't accidentally lock myself in this damn safe room. We'll cover for you if anyone from the Duke's party returns. This is exciting. Everything's changing. Yes, the natural order is reasserting itself. The Ramses once hosted the King and Queen of Morley, did you know that? I spent my childhood playing with the Buntings and the Boyles, the cream of society. And very soon you'll be back at the top, Captain. Ramsay's family fell from the aristocracy, and apparently the man holds a grudge. How it's anyone else's fault, that's beyond me. But one way or another, Ramsey is too dangerous to be left in play. Okay, bye. Hey, who is... You aren't going in. You'll pay for that. Let's see what you got. Anh sao để phòng xuất chi thế nhỉ? Red Dash from last phone. Lại phát nào các bạn. Tôi không tin là mình không hạ thằng tổng chỉ huy. I'll be back when I've searched the royal chambers, assuming I don't accidentally lock myself in this damn safe room. We'll cover for you if anyone from the Duke's party returns. This is exciting. Everything's changing. Yes. The natural order. Trouble has found us again, Jessamine. Ramses once hosted the King and Queen of. Hey, who is? Ai chưởng? Rồi, chiến nào. Keep your distance, he's dangerous. I'll be the new. Rồi, hạ được rồi. Xong, hạ được lên tên tướng rồi. Lấy cái nhẫn hoán nào. Rồi đi lên lầu. Nothing will stop me from bringing you home, Emily. Bây
giờ mình sẽ đi lên lầu. Anton Sokolov made this lock. Chiếc nhẫn này chính là chìa khóa để mở một căn phòng bí mật. Emily would fall asleep in here after the plague. I'll need this. Oh, một khẩu súng. Out into the world once more. Cái mặt nạ. How many people have forgotten this mask? Mình có bao nhiêu đạn nhỉ? The reserves won't help against Delilah. Even if I had a way to carry it all out of here. Ái trưởng vàng. Go to the street. Đương nhiên là đi rồi. Ở đây làm chi? Có lẽ cũng dừng đến đây thôi. Vừa rồi mình đã thử chơi qua một phần của tựa game Dionysus 2 cho các bạn coi, đúng không nào? Thì các bạn có thể thấy là nó có sự tương đồng nhất định về đồ họa với cả phần Dionysus 1. Chỉ có điều đó là cốt truyện của nó thì cũng được mở rộng hơn và chúng ta sẽ có những cái điều mới để khám phá trong phần Dionysus 2 này. Bây giờ thì mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt Dionysus 2 rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Nhắc lại một chút là mình sẽ cố gắng tìm xem có cái bản fix nào với cả cái đoạn load game 100% CPU không, được chưa nào? Nếu có mình sẽ để bên dưới phần mô tả video. Còn không thì có lẽ là mình sẽ không để. Chúc bạn đã lắng nghe thành công và chơi vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn. Đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook nhé.